tôi xin kính chào các bạn hôm nay tôi sẽ làm cái video về trồng cây nhất chi mai bằng hình thức là nửa bầu nửa đất tức là tôi trồng vào cái cốt nhựa như thế này này đây là một hình thức trồng rất nhiều ưu điểm nhé nhất là trường hợp mà bác trồng cây phôi tôi sẽ nêu một số cái ưu điểm nó như thế này thứ nhất là Cây nó dễ làm đẹp hơn Bởi vì cái bộ bệ này Rồi tay cành Cái không gian phát triển của nó cũng gần giống với lại Trồng chậu nhưng mà nó khỏe hơn Bác mà có tưới thừa nước một chút Hoặc là cây nó hạn một chút đó, Thì là nó sẽ tự động lấy nước ở phía dưới Để mà nó duy trì sự sống một cách bình thường Cây này không sợ úng Bởi vì là nó có thể thoát nước ở đây này Đấy, Cho nên là khi ta tưới mà thừa Thì nó cũng không việc gì Thế còn nếu như vùng nào bác trồng mà nó hơi thấp, đấy, cái mực nước ngầm nó gần mặt đất thì cũng không sợ bởi vì là nó có một cái không gian ở phía trên này để mà dễ nó phát triển rồi. Cái bầu đất nó nổi lên này nó rất là thuận lợi như thế. Và cái việc chống cỏ dại cũng rất tốt. Đấy, vườn như tôi là tôi rất sợ cỏ dại các bạn. Đấy, chỉ có khoảng một tháng mà không làm cỏ là nó tốt um lên. Thế nếu như trồng vào trong cốt nhựa này thì ta chỉ cần chăm sóc cái đất trồng ở vùng trong này thôi thì nó rất là dễ đỡ tốn công và thời gian ngoài ra việc bón phân cũng vậy nếu như mà nó có dư thừa thì nó cũng sẽ rửa trôi xuống dưới đáy chậu và xuống đất nó cũng sẽ khiến cho cây nó ít bị sốc phân hơn bộ rễ nó cũng sẽ phát triển rất là tập trung ở phía trên này cho nên là nó dễ tạo ra một cái bộ dễ nổi ở đây thì tôi đã trồng được nhiều đa số cái số phôi mà ở dưới đất là tôi mang lên tôi trồng hết rồi chỉ còn hai ba phôi thôi thì sau đây tôi sẽ thực hành cái kỹ thuật chia sẻ với các bác nhé ở đây thì tôi còn một cái bầu tôi chưa trồng để trồng cây nhất chi mai theo cái phương pháp này thì tôi sẽ giới thiệu các bác trình tự để mà bác tiến hành từ đầu đến cuối gồm 4 bước sau đây bước thứ nhất là bác sẽ làm cái cốt này và tiến hành chuẩn bị vị trí cũng như là đổ đất cho nó vào đây để để sẵn ở đây sau thì cót nhựa này được tôi mua với giá là 500.000 cho 50 mét dài này các bạn Đấy, còn chiều cao nó khoảng độ 30 cm thế sau đó thì cái đường kính này là do chúng ta tạo ra nó rộng bao nhiêu là do chúng ta lựa chọn phụ thuộc vào cái kích thước của cây ví dụ như ở đây là tôi chọn cái nhất chi mai thì cái kích thước đường kính nó hẹp hơn này còn đây là cái cây đào thất thốn thì tôi chọn cái kích thước nó rộng hơn này. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra một cái mặt bằng của đất là những cái hố bằng phẳng nhưng mà thấp hơn so với lại mặt nền đó, khoảng độ 4 đến 5 cm và tiến hành sới nhẹ cho nó này các bạn đấy, sới nhẹ một chút để mà nó không có cái khoảng cách giữa cái bầu cốt và cái nền đất nó cũng đều đảm bảo được tư xốp, sau đó thì tôi sẽ tiến hành là đặt cái cốt nhựa này lên. Đảm bảo cân đối và tròn. Và tôi đưa cái đất trồng vào. Đất trồng ở đây tôi được lấy là gồm có đất tại vườn của tôi và 50% là tôi lấy đất phù sa tôi trộn vào. Lượng khoảng 50% ở trong cái bầu cốt này. Xong bước 1 sang bước 2 là tôi đi chọn cây nhất chi mai và xử lý cây đó cũng như là bứng cây lên để trồng. Thì tôi đã đào gần hết rồi. Trồng lại đây rồi, bây giờ tôi còn có hai cây thôi để làm video với các bác. Thì tôi sẽ thực hành cái cây này các bác nhé. Đây là một cây trực này. Để xử lý cái phôi này thì đầu tiên tôi sẽ cắt gọn. Bởi vì đằng nào cũng cắt để đón cái lộc xuân. Mặc dù bây giờ Lọc xuân nó đang lên như này rồi. Nhưng mà nó là cây trồng đất cho nên nó rất khỏe tôi có thể cắt gọn đi sau đó thì là nó ra cái lứa đầu xuân mới không sao quá trình cắt này thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn những cái cành để cắt và những cành giữ lại tạo để làm sao nó có được cái dáng cơ bản ban đầu là một dạng phôi có thể làm thành cây trong tương lai được nhé tuy nhiên cũng không quá cầu kỳ bởi vì là kiểu gì thì khi lọc nó lên đều tôi cũng vẫn phải cắt sửa lại một lần nữa Đấy, tôi sẽ cắt căn bản là nó cụt như thế này tôi chỉ để lại một số cái lọc này để mà duy trì cái sức của cây thôi tiếp theo tôi tiến hành bứng bầu cái cây này lên cái việc bứng bầu nó khá là dễ dàng tôi sẽ dùng cái xà beng vát này tôi xẻ xung quanh sau đó tôi bứng lên thôi chỉ mất khoảng độ 2 phút là tôi đã có thể có được cái bầu và tôi tiến hành tôi mang ra cái bầu cót kia để tôi trồng khoảng cách của cái chỗ cũ và chỗ mới này nó khoảng độ 5 mét rồi các bạn sau đó tôi tiến hành cắt bỏ những cái rễ dài này và quá trình đánh bầu lên là các cái vết đứt của nó không gọn cho nên ta cắt cho nó gọn thì sau này nó ra dễ thuận lợi hơn bây giờ sang bước 3 là tiến hành trồng thì chúng ta cần phải so sánh cái bầu đất này so với lại cái đường kính cái cốt nó có vừa phải không? thì luôn luôn là cái bầu cây này nó phải nhỏ hơn cái đường kính của cái cốt thì chúng ta đưa vào nó mới chuẩn. đấy đặt thế này là rất chuẩn nữa. quá trình thực hiện công việc này thì chúng ta có những cái lưu ý. Này. đầu tiên là phải làm sao cho cái bầu đất này nó thấp hơn so với lại cái mặt trên của cái cốt nhựa này để mà sau này chúng ta tưới nước và dinh dưỡng nó đọng lại được nó phân bố đều ở trong cái bầu đất tiếp theo là chúng ta quan sát cái dáng thế đó là cây trực hay cây siêu hay cây hoành đối với lại trồng cốt này thì ít khi là tạo cái dáng huyền bởi vì là nhìn chung là cái bầu cốt này nó thấp cho nên sẽ không tạo được dáng huyền ngoài ra thì còn là vị trí Thì bác có thể đặt ở giữa có thuật đặt lệch nó căn cứ vào cái dáng cây bác định hướng đến để mà làm sao cho cái cây nó vừa khỏe và vừa đẹp tiếp theo thì chúng ta cho đất trồng đổ vào cái cốt chợ này chúng ta đưa đất trồng vào như thế này để đảm bảo đất nó thấp hơn cái mặt bầu 2 đến 3 cm sau đó chúng ta tưới nước thì nó thấp xuống một chút thì càng tốt và kiểm tra thật là cẩn thận xem là cái việc trồng nó đã chính xác chưa bằng cách là ta sẽ quan sát xung quanh cái cây về cái vị trí trồng cái hướng này cái sự chắc chắn của cây nó đã đảm bảo chưa sau khi đã kiểm tra thấy quá trình trồng đạt kết quả rồi thì chuyển sang bước 4 đó là chăm sóc sau khi trồng công việc đầu tiên là chúng ta tiến hành tưới nước thì tưới nhẹ nhàng để mà nó lộ thêm cái bào đất này ra nó đủ ẩm cho đất trồng. Sau đó thì bác sẽ theo dõi cây. đây lọc nó sẽ phát triển một cách bình thường, tức là một cây khỏe. Sau đó thì các cái lứa lọc nó sẽ phát triển đều lên. lúc này chúng ta cần thực hiện một cái việc nữa đó là cắt chỉnh sửa lại một số cành để mà tạo dáng cho cây. tôi ví dụ như những cái cành mà nó cao như cái đoạn này thì tôi sẽ cắt để tôi lấy những cái mầm này ra tạo cái cành đẹp cho cây sau này. Tương tự như vậy tôi sẽ lựa chọn những cành theo ý muốn. Về bón phân thì sau khi chúng ta kiểm tra ở thời gian khoảng độ 15 đến 20 ngày thì cây nó sẽ phát rất nhiều lộc non. Lúc đúng, đúng này bác có thể tưới một liều nhẹ phân lân đơn ngâm. 5-7 ngày sau bác bổ sung một lần cái phân atonic và 10 ngày sau bác có thể bổ sung thêm tưới cái phần hữu cơ ví dụ như là phân dê ngâm trùn quế ngâm hoặc đậu tương ngâm thì tôi cũng chia sẻ với các bác kỹ thuật chăm sóc cây nhớt chim mai trồng chậu rồi cho nên cái quá trình mà chăm sóc sau khi trồng nó cũng rất giống nhau có một công việc nữa là khi mà trồng ở bầu như này nó sẽ phát rất nhiều các cái mầm ở gốc cây nhé Đây, cái mầm gốc như này này thì bắt buộc là sau trồng khoảng 10 ngày khi bác thấy toàn bộ cây nó đã hồi khỏe rồi thì bác sẽ bỏ hết cái mầm gốc này đi. Nếu để mầm gốc này thì trong tương lai nó sẽ cạnh tranh và nó sẽ làm chết các cái cành và thân ở phía trên nhé. Về phòng trừ sâu bệnh thì giai đoạn này á nó sẽ có bệnh đấy. Tôi sẽ giới thiệu ngay các bác này. Một cái bệnh đây này, đó là cái bệnh sương mai trên lá cây này đấy là do thời tiết nó ẩm thấp quá, cho nên là nó có thể bị hỏng lá nó có bị bệnh sương mai như này thì bác phun zidomin sẽ khỏi ngay nhé bác quan sát kỹ thế đây là nó có những cái vệt nấm này thì đó là cái bệnh sương mai rất rõ rệt đây các bác, các bác quan sát thấy này cái lá một con chỏ con thôi này đấy là nó bị sương mai này thì ta phun zidomin phòng là rất tốt còn về sâu thì thời kỳ sau trồng chỉ sợ là nó có cái con sâu đục ngọn nha nó rất nghiêm trọng ấy. thì bác có thể dùng actara hoặc là cái rô nam thần lằn tôi hay giới thiệu đó thì bác phun khi mà các cái lộc non nó vào khoảng độ 3 đến 4 cm chiều dài của lộc non nó khoảng như này là bác phun vào nó rất là hiệu quả 15 ngày sau thì bác lại phun nhắc lại thì đảm bảo là cái lứa lộc xuân nó đã rất dài rồi thưa các bác là trên đây tôi giới thiệu với các bác cái kỹ thuật trồng cây nhất chi mai phôi vào cái bầu đất mà nửa trồng đất nửa trồng chậu như này nhé cái kỹ thuật này nó sẽ rất hiệu quả đối với những cái cây phôi mà cuối năm bác đánh ra để bác chơi tết nhé thì tôi xin phép dừng video nhé xin được chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi nhé xin kính chào các bác